Thưa quý vị, sáng nay cuộc họp trực tuyến giữa các nước ASEAN về đảm bảo an toàn thực phẩm đã diễn ra. Đây là một trong bốn hợp phần phải triển khai để đạt được các mục tiêu chung trong chương trình nghị sự phát triển y tế ASEAN giai đoạn 2016-2020. Cuộc họp lần này do Việt Nam chủ trì theo nguyên tắc luân phiên. Các đại biểu của 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng tham gia đánh giá thảo luận về 15 hoạt động đã phân công cho từng nước phụ trách theo các chiến lược, đánh giá nguy cơ, tăng cường mạng lưới chia sẻ thông tin và hợp tác biên giới, xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm. Bước đầu mới chỉ có một số hoạt động hoàn thành như đánh giá nguy cơ về độc tố aflatoxin trong tiêu thụ lạc do Thái Lan thực hiện. Cùng với đánh giá kết quả thì các đại biểu còn đề ra kế hoạch giai đoạn tiếp theo nhằm đạt mục tiêu chung là xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hài hòa trong khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiếp cận thực phẩm và nước uống an toàn, vệ sinh. Tính đến thời điểm này, tỉnh Bình Định là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Cùng với đó, tỉnh Bình Định cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tàu cá qua cơ sở dữ liệu hệ thống giám sát hành trình nhằm kiểm soát và ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh Bình Định là một trong những địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ có đội tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất cả nước với hơn 3.100 chiếc. Trước kia, Bình Định từng là điểm nóng về tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, 3 năm trở lại đây, Bình Định đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng tàu cá vi phạm. Đến nay các cái tàu trên 15 mét hoạt động khai thác đều lắp đặt được cái thiết bị giám sát hành trình. Thì cái này phải nói rằng cái kết quả và nói rằng sự nỗ lực rất lớn đối với các chính quyền địa phương cũng như các cái chủ tàu đã làm thế nào mà đảm bảo đúng cái tiến độ mà nghị định 56 đã đưa ra. Cùng với việc hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã phân quyền theo dõi, giám sát tàu cá cho các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển. Qua đó góp phần tăng hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì hàng ngày rồi 24/24 thì chúng tôi có hệ thống là các bên liên quan đều có quyền, đều có thể là truy cập vào cái hệ thống để mà theo dõi các tàu cá của tỉnh là trong quá trình hoạt động khai thác trên biển. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, ngư dân đã tự nâng cao nhận thức, nghiêm túc chấp hành các quy định. Mỗi lần mấy mình đi nước quan sát được nó cũng ổn định. Bác đây là có nhà nước dân ta giám sát mà. Cái làm dùng của Việt Nam mình không vi phạm nước ngoài, ở ngoài nó bắt là không khổ. Điều lợi lắm chứ, tại vì mình ra biển mình liên hệ với người nhà dễ có công chuyện gì và bức rét á, thì mình có thể mình liên lạc với người nhà, hoặc tèo thuyền anh em có bị tai nạn gì, liên hệ với mình có thể hỗ trợ được cho anh em, hoặc là mình bị, anh em nó hỗ trợ lại cho mình. Song song với việc tuyên truyền khai thác đúng pháp luật, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức hướng dẫn ngư dân sử dụng hiệu quả các tính năng của thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, không có tàu cá nào của địa phương này vi phạm vùng biển nước ngoài. Sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, số bệnh nhân nhập viện điều trị gia tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, số ca nặng ở trẻ lại có chiều hướng tăng, diễn biến nhanh và phức tạp. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trong hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, trẻ em chiếm khoảng 50%. Đáng lo ngại hơn nữa là tỷ lệ bệnh nhi sốt xuất huyết có chiều dấu hiệu nặng nhiều hơn ở người lớn. Từ nay đến cuối năm là mùa cao điểm, số ca bệnh dự báo là sẽ còn tăng. Bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khuyến cáo giai đoạn đầu khi bị sốt xuất huyết rất dễ nhầm với các bệnh khác, cần phải theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cảnh báo của trẻ, nhất là những triệu chứng điển hình như đau bụng, sốt huyết dưới da, mất nước, nôn ói. Trẻ mắc sốt xuất huyết từ ngày thứ tư, nếu hết sốt mà vẫn lừ đừ, da tái, mồ hôi dịn, tiểu ít thì phải đặc biệt lưu ý. Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống một ca bệnh hy hữu nuốt quá nhiều dị vật trong thời gian dài. Dù qua nội soi đã thấy nhiều dị vật lớn nhưng lúc phẫu thuật, các bác sĩ cũng không ngờ và không hiểu làm cách nào mà bệnh nhân có thể nuốt tới 5 viên sỏi, 2 cái bật lửa, thậm chí là cả dao lam. Đây là những dị vật được bác sĩ lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân, từ bật lửa, còn ga đến những viên đá, hòn sỏi, túi ni lông, hạt bàng. Bệnh nhân là nam 55 tuổi, bị tâm thần phân liệt. Năm trước cũng đã nuốt dị vật phải phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh. Gần đây vì thấy bệnh nhân kêu đau vùng cổ, người nhà đưa vào viện thì được xác định có một chiếc dao lam găm vào thành sau họng. Sau khi soi cấp cứu lấy ra, bác sĩ kiểm tra dạ dày mới phát hiện nhiều dị vật nên phải mổ để lấy. Đồng thời tư vấn người nhà quản lý chăm sóc bệnh nhân tránh tiếp diễn tình trạng đáng tiếc.
Công an tỉnh Sơn La bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể là 17 giờ hôm qua, tại khu vực bản Sà Kìa, xã Nà ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm Mùa A Nhạ, sinh năm 1981, trú tại bản Hủy Thùng, xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn, và Sông A Nụ, sinh năm 2001, trú tại bản Nong Phạ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 80 túi ni lông bên trong chứa khoảng 15.200 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác. 125 học viên hai lớp chuyên ngành hộ sinh và dược liên thông lên cao đẳng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh bất ngờ nhận được thông báo thu hồi bằng điểm, bằng tốt nghiệp dù đã nhận bằng hơn một năm về trước. Sự việc đang gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng và thậm chí là bức xúc cho học viên khi họ đã bỏ công sức chi phí 2 năm trời tham gia học tập. Tháng 4 năm 2017, trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh mở hai lớp đào tạo ngành hộ sinh và điều dưỡng cho 125 học viên tại trường Trung cấp Y tế Quảng Bình theo học với hình thức vừa học vừa làm trong thời gian 2 năm. Tuy nhiên, kết luận thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tháng 11 năm 2019 thì quy trình đào tạo chưa phù hợp với một số quy định trong Luật Giáo dục nghề nghiệp. Được biết, việc chuyển giao các trường cao đẳng trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được triển khai từ tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, việc bàn giao từ ngành Giáo dục và Đào tạo sang ngành Lao động Thương binh và Xã hội tại Hà Tĩnh diễn ra có muộn, phải đến tháng 4 năm 2017. Trong khi trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã thực hiện xong các hợp đồng thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đào tạo liên thông cho 125 học viên của Quảng Bình. Dự kiến đến tháng 10 và tháng 11 năm nay, trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ mở lớp đào tạo miễn phí các môn học còn thiếu theo quy định để tiến tới cấp lại bằng tốt nghiệp cho học viên. Trường Đại học Trà Vinh được xếp hạng trong top 100 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội theo xếp hạng của URI Ranking, hệ thống xếp hạng các trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự. Nhiều năm liền, lọt vào top 300 trường đại học xanh bền vững thân thiện. Điều này cho thấy môi trường giáo dục bậc đại học tại Việt Nam đang ngày càng cải tiến, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Xác định rõ, giáo dục bậc đại học phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành để giúp sinh viên có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn sau khi ra trường có thể tự tin lập nghiệp. Thời gian qua, trường đã mở rộng các chương trình đào tạo gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp. Mô hình đào tạo co-op giúp sinh viên có kinh nghiệm nghề nghiệp và có thêm chi phí học tập, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và thời gian đào tạo sau tuyển dụng. Đặc biệt, trường còn chú trọng xây dựng các hoạt động ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên, phát triển mạnh không gian sáng chế trong sinh viên, giảng viên, hợp tác xã sinh viên, chi hội nông dân là sinh viên trường đại học. Qua các hoạt động đào tạo do dự án tổ chức thì trường Đại học Trà Vinh là đơn vị tham gia rất là tích cực, từ đó cung cấp lực lượng chuyên gia giảng viên tư vấn tại chỗ tiềm năng. Các ý tưởng dự án cũng đạt kết quả cao tại các cuộc thi của khu vực quốc gia. Mở rộng quỹ khởi nghiệp, quỹ nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các bạn sinh viên mạnh dạn phát triển ý tưởng, tạo ra sản phẩm ứng dụng cao cho cộng đồng. Ngoài nguồn lực của mình, trường còn huy động các nguồn lực khác đến từ những cựu sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác của trường. Hiện tại mình cũng đang phát triển các loại hình dịch vụ của hợp tác xã sinh viên, bao gồm là nhà giữ xe, ký túc xá, và hiện tại đang phát triển thêm mô hình là co-op Toa Trà Vinh, đó là cái cửa hàng bách hóa tổng hợp. Khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp trên những công nghệ mới là xu hướng phát triển hiện nay trên toàn thế giới. Vì thế, việc các trường đại học Việt Nam đang càng ngày chú trọng đổi mới cho khởi nghiệp, từ chính những nội dung đào tạo đến các hoạt động kỹ năng mềm cho sinh viên như thế này, sẽ là tiền đề quan trọng để giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin trên con đường lập nghiệp của bản thân. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo kết nối thành công nhằm đánh giá kết quả thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2020 và tôn vinh các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu. Với các giải pháp hỗ trợ thiết thực, 2 năm qua, toàn thành phố đã hỗ trợ 1.750 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần đưa tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Hà Nội đạt 26,7%. Giai đoạn 5 năm tiếp theo, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nhằm tạo ra cơ hội thuận lợi để phụ nữ thủ đô kinh doanh khởi nghiệp. Nhân dịp này, công ty King Coffee cũng đã ký kết hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp và trao tặng 6 xe cà phê di động với trị giá 240 triệu đồng, đồng thời ký cam kết hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng bán hàng tiếp thị tài chính bằng công nghệ 4.0 với số vốn ban đầu chỉ từ 5 triệu đồng.
Hàn Quốc hôm nay đã quyết định tạm ngừng các chương trình tiêm phòng cúm mùa miễn phí. Quyết định này được đưa ra giúp giảm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang phải gồng mình chống chọi với dịch COVID-19. Bên cạnh đó đã có một số báo cáo về quá trình lưu trữ vaccine khi vận chuyển. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết có thông tin cho rằng một lượng vaccine cúm đã tiếp xúc với nhiệt độ phòng trong quá trình vận chuyển đến các cơ sở y tế thay vì phải bảo quản lạnh như yêu cầu. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu liều vaccine cúm bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách đang kiểm tra toàn bộ 5 triệu liều vaccine dự kiến được phân phối hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, đã có 118.000 người được tiêm phòng cúm và chưa ghi nhận tác dụng phụ nào. Trước đó, Hàn Quốc đã lên kế hoạch mua thêm 20% lượng vaccine cúm so với năm ngoái để thực hiện tiêm chủng cho 30 triệu người. Bộ Y tế Israel hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với tất cả các bệnh viện nước này sau khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt bất thường, gây ra tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế. Tỷ lệ những người có kết quả xét nghiệm dương tính tại Israel hiện vào khoảng 11%, cao hơn so với các nước còn lại của thế giới. Số ca tử vong tính trên đầu người tại Israel cũng cao hơn mức trung bình toàn cầu. Theo đó, trung bình số ca tử vong ở các nước khác là 124 trên 1 triệu người, trong khi Israel là 137 trên 1 triệu người. Tính đến ngày hôm qua, Israel ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới, nâng tổng số lên hơn 190.000 ca, trong đó có hơn 1.200 ca tử vong, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 9 triệu người.